chào quý khán giả, ngày hôm nay chúng ta đang cùng đến với chương trình On Edu Talk. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các ứng dụng On, OnMe, trên kênh YouTube On Edu và trên fanpage On Edu Trường Học 4.0. Và đến với chương trình ngày hôm nay, Trang xin được giới thiệu có hai vị khách mời. Đầu tiên là Thạc sĩ Thương Thương, chuyên gia tâm lý học, chuyên gia giáo dục sớm. Xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, vị khách mời tiếp theo là chị Ngô Diệu Hiền, mẹ của bé 1 tuổi ạ. Xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, và với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là khủng hoảng tuổi lên ba, thì như quý vị khán giả cũng như là các vị khách mời ở đây cũng đã biết thì đến tuổi lên ba là một cái độ tuổi mà khiến cho rất là nhiều bậc phụ huynh cũng như là bố mẹ rất là đau đầu. Tại vì khi mà lên ba thì các bạn ấy có những cái tâm sinh lý thay đổi này, rồi có những cái hành động khác so với những cái lứa tuổi trước đó. Vậy thì không biết là nguyên nhân từ đâu mà lại xuất hiện những cái sự bướng bỉnh rồi là không nghe lời của các bạn khi mà đến tuổi lên ba. Vâng, chắc là đầu tiên thì sẽ phải hỏi đến chị Hiền ạ. Vậy thì không biết là với nguyên nhân nào thì sẽ dẫn đến những cái sự bướng bỉnh cũng như là khó dạy bảo của những cái bạn mà đang độ tuổi lên ba. Nguyên nhân của cái việc dẫn đến khủng hoảng ấy thì em nghĩ phần lớn là do phụ huynh. Bởi vì phụ huynh đã quá giống như là nuông thả hoặc là đã quá chiều chuộng con để dẫn đến cái như là những cái hành động hay những cái sự bướng bỉnh đấy. Còn với chị Thương thì không biết là chị suy nghĩ thế nào về những cái độ tuổi lên ba của các bạn hiện nay thì có những cái sự xuất hiện biểu hiện như thế nào ạ? Kính thưa quý vị khán giả, đối với cái độ tuổi của các bạn nhỏ khi mà các bạn ấy lên 3 tuổi ấy, thì nó có một cái đặc trưng mà gọi là bất cứ một đứa trẻ nào cũng sẽ phải trải qua. Nó là một cái đặc trưng bắt buộc. Thì chúng ta có thể tưởng tượng một cách đơn giản như thế này. Ví dụ nếu như mà mình để một cái cốc nước nào, ví dụ Thương Thương để nó lên cao như này. Bây giờ là một em bé lên 3 thì chỉ tầm này thôi. Thế bây giờ em muốn lấy cốc này thì em ấy không có lấy được, đúng không? Em không có lấy được. Thế là bình thường thì em sẽ nói là mẹ ơi, con muốn lấy cái cốc này. Nhưng mà đối những đứa trẻ trong độ tuổi lên 3 ấy là bạn ấy sẽ không lấy được nữa, mà bạn ấy sẽ làm sao ạ? Nó làm lăn ra sàn ạ, xong rồi gào ầm ĩ lên, khóc lên. Cuối cùng hỏi vì sao, thực ra là chỉ là vì con không lấy được cốc nước thôi, là con tự nhiên con ăn vạ như thế. Thì cái khủng hoảng tuổi lên 3 nguyên nhân sâu xa của nó đó là do cái sự mâu thuẫn giữa cái năng lực của đứa trẻ và cái mong muốn của đứa trẻ. Tức là năng lực nó chỉ đến đây thôi này, nhưng cái mong muốn thì nó rất là nhiều. Thành ra là tự bạn ấy không thể gọi là thỏa mãn cho bạn ấy được. Thành ra là nó sẽ dẫn đến những cái phản ứng nó rất là mạnh. Đôi khi nó chỉ là những cái việc rất là nhỏ. Đó, thì nó là mâu thuẫn giữa cái năng lực thực tế của đứa trẻ và cái mong muốn của đứa trẻ, mong muốn khẳng định mình ấy, mong muốn thể hiện mình ấy, cái tôi của đứa trẻ. Thì nó bị mâu thuẫn giữa cái đó thì nó dẫn đến một cái được gọi là khủng hoảng tuổi lên 3. Và không biết là có phải là đúng cái độ tuổi 3 tuổi thì các bạn ấy mới xảy ra khủng hoảng không, hay là trước đó là các bạn ấy đã xảy ra những cái bướng bỉnh cũng như là ăn vạ như vậy rồi? Thực ra gọi là khủng hoảng tuổi lên 3 nhưng thực ra nó còn có khủng hoảng tuổi lên 1, lên 2. Tuy nhiên tại sao cái khủng hoảng tuổi lên 3 được nói đến nhiều nhất là bởi vì nó sẽ rơi vào trong khoảng từ tháng thứ 30 đến tháng thứ 36, là các bố mẹ sẽ thấy là tự nhiên sao con mình nó ngoan thế mà bây giờ tự nhiên nó lại bướng thế. Thì nó sẽ rơi vào cái khoảng thời gian khoảng độ 30 đến 36 tháng, là khoảng thời gian rất dễ bố mẹ, gần như bố mẹ nào cũng nhìn thấy con trở nên bướng một cách gọi là bướng một cách đột ngột chẳng hạn đó, thì là thường nó sẽ rơi vào cái mốc khoảng thời gian đó. Vâng, với cháu của tôi ở nhà thì đúng thật sự là khi mà cái độ tuổi lên ba của bạn, các bạn ấy rất là bướng bỉnh và nhiều khi là bố mẹ cũng rất là khó dạy dỗ. Vậy thì không biết là với hai vị khách mời ở đây thì ở các bạn trẻ tuổi lên ba thì còn những biểu hiện nào mà các bạn ấy không có làm được mà thể hiện ra bên ngoài ạ? Thực ra nói về cái biểu hiện của khủng hoảng tuổi lên ba nó rất là nhiều. Tuy nhiên các bố mẹ có thể thấy nhiều nhất, hoặc là như là mẹ Hiền cũng có thể thấy, hoặc là như MC Trang cũng có thể thấy, đó là ví dụ một là khóc, các bạn sẽ khóc. Cái thứ hai là các bạn sẽ ăn vạ. Con mình nó sẽ ăn vạ, tức tự nhiên bạn nằm lăn ra đất ý. Nằm lăn ra đất xong rồi đạp, xong rồi thậm chí có bạn là la vào người bố mẹ. Bạn la vào người mình á, bạn cào cấu mình, xong rồi bạn ấy khóc ầm ĩ lên, hoặc thậm chí bạn ấy vò đầu vứt tay bạn ấy á, bạn ấy tự vò đầu bạn ấy, xong rồi bạn ấy thậm có những bạn là còn phản ứng mạnh hơn, đó là đòi mà không được cái gì nha, là bạn ấy còn đập đầu vào tường á, bạn cứ đập đầu vào tường để tự làm đau bạn ấy, hoặc là sự gào thét. Đó, nó cũng đều là những biểu hiện mà các bạn rất là khó kiểm soát khi mà các bạn ấy bắt đầu vào cái khủng hoảng tuổi lên ba. Vâng, còn với chị Hiền thì không biết là con chị đã có bắt đầu có những cái biểu hiện gì để mà chuẩn bị đến cái độ tuổi lên ba này không ạ? Thì bạn nhà mình thì bạn ý rất là hay gây sự chú ý khi mà bạn đòi một cái thứ gì đấy, và thậm chí là bạn ấy còn lăn ra đất, bạn đạp và bạn đòi. Và mặc dù là bạn ý tức là bạn ý chưa biết thể hiện cái việc là bạn ý muốn đòi cái đồ vật đấy như thế nào, nhưng mà bạn ý hay la hét gào khóc đó.
thì là mình thấy là cái việc khủng hoảng tuổi lên ba này, nếu như mà bố mẹ mà không biết thì sẽ nói rằng con rất là hư và bố mẹ bất lực vì con đó. Thật ra là khi mà nghe chị Hiền chia sẻ cái câu chuyện của chị thì tôi cũng có một câu chuyện tương tự. Tại vì là ở nhà tôi thì cũng có một cháu đang đến tuổi lên 3. Và trong một lần trước khi mà đưa bạn ấy đi vào trong một cái siêu thị, và lúc đó thì lại có rất là nhiều đồ chơi ở trong cái siêu thị đấy, mà bạn ấy lại đòi những cái món đồ chơi mà thật sự là lúc đấy là tôi cũng không cho bạn mua. Và khi mà không đồng ý như vậy thì bạn ấy lại đòi này, rồi nằm trườn bò ra đấy, và mình cảm thấy là rất là xấu hổ. Và nhiều khi là bạn ấy còn gạt bỏ đi những cái đồ chơi ở trên kệ nữa, là rơi lung tung tất cả. Vì thế mà tôi cảm thấy rằng là không biết là phải làm thế nào với bạn này. Và đây không biết là có phải là một cái dấu hiệu của khủng hoảng tuổi lên 3 không ạ? Như lời MC của Huyền Trang, như lời MC Huyền Trang nói thì thực sự đấy là một trong những cái biểu hiện có thể nói là dễ nhìn thấy nhất của khủng hoảng tuổi lên 3. Đó là cái mức độ cảm xúc của các bạn ấy nó luôn luôn gọi là dao động trong cái trạng thái là lên cao, lên thì lên cực cao, mà xuống thấp thì xuống cực thấp. Tức là cái lúc mà đòi á, gào lên thì lên cực cao, nhưng cái lúc mà không được là nằm xuống đất mà khóc á, thì là xuống cực thấp. Tức là luôn luôn trong tình trạng là cảm xúc nó bị một cách gọi là thái quá. Thì đó chính là một trong những cái biểu hiện giống như là mẹ Hiền cũng có chia sẻ. Đầu tiên là khóc này, sau đấy thì sẽ là gào thét này, cao hơn nữa bắt đầu ăn vạ này. Ăn vạ chán chê không được là bắt đầu nằm lăn ra ăn vạ một cách kinh khủng hơn. Sau đấy thì cũng không được nữa thì vậy bắt đầu ném đồ, bạn ấy sẽ ném đồ vào người khác hoặc có thể là ném đồ vào chính mình. Có thể như là có những em bé, ví dụ nhá, nhiều em bé là gạt đồ xuống thôi, nhưng có những em bé cầm thẳng cái món đồ đấy không được, vứt ùm vào người lớn mình, vứt thẳng vào người mình luôn. Thậm chí là có những em bé bạn ấy còn phản ứng một cách kinh khủng hơn, đấy là bạn ấy muốn làm đau người khác, bạn ấy bắt đầu bạn lao vào. Đó, học sinh của Thương Thương có một em bé như thế mà rơi đúng vào khủng hoảng tuổi lên 3. Và chỉ đơn giản là bởi vì cô không thể đáp ứng được một điều đấy, và bạn ấy lao vào người mình, bạn húc cái đầu của mình ấy, vào bụng hịch một cái. Xong rồi bạn ấy lao cho mình cảm giác đau, và khi mà mình đau bạn ấy còn không dừng lại cơ, bắt đầu bạn ấy cắn vào mình. Đó, còn một số trường hợp có một số em bé khác là không làm đau người khác, nhưng mà khó chịu quá, cảm xúc nó không thể giải tỏa được, bạn ấy tự làm đau chính mình. Tức là có những em bé thì bạn ấy cứ không cho cái gì ấy, là bắt đầu nằm lăn xuống đất, hoặc là cầm đầu này đập bụp 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 vào tường, thậm chí là nó còn sưng, nó còn đỏ hết cả trán cơ, nhưng mà bạn ấy làm mọi cách để người lớn phải chú ý vào bạn ấy và thỏa mãn cho bạn ấy. Đó, đây là rất là nhiều những cái biểu hiện, từ những cái nhỏ xíu như là chỉ là có khóc nhè thôi, đến những cái biểu hiện cao hơn, đó là vừa khóc vừa làm đau người khác, vừa làm đau chính bản thân mình, thậm chí là gây tạo mọi cái sự chú ý trong gia đình, buộc tất cả mọi người lớn phải tập trung vào bạn ấy để thỏa mãn cái yêu cầu cho bạn ấy. Và không biết là với những cái biểu hiện này thì có phải là xuất phát từ bố mẹ không đồng ý cho bạn ý là làm những cái mà bạn ý yêu thích, cũng như là làm những cái mà bạn ý đòi không ạ? Thực ra nó không phải là bởi vì người lớn không đồng ý, mà cái khủng hoảng tuổi lên 3 nó đánh vào cái cảm xúc của đứa trẻ nhiều hơn. Như Thương Hương có nói, cái nguyên nhân đầu tiên đó là bởi vì tức là cái năng lực của các bạn ấy nó chỉ ở mức này thôi. Tức là các con mới 3 tuổi thôi mà muốn thì muốn làm rất nhiều thứ, muốn khẳng định bản thân mình rất là nhiều thứ, nhưng mà cái thực sự cái mong muốn của bạn ấy thì nó rất là cao, nhưng cái năng lực nó chỉ tầm này thôi, thành ra bạn ấy không giải quyết được. Nên là dù chỉ là một lời từ chối nho nhỏ của mẹ là mẹ không đồng ý, là nó cũng đã khiến cho bạn ấy tự nhiên cảm thấy ôi mình không được tôn trọng, thế là bạn ấy gào ầm ĩ lên. Chứ đôi khi cũng không phải là vì người lớn không cho hay là vì người lớn như thế nào đâu, bản thân bạn ấy phản ứng một cách rất là thái quá với những cái rất là nhỏ xíu. Đó, tức là liên quan đến vấn đề về cảm xúc. Và cái thứ hai nữa là do ngôn ngữ của các con nó chưa có được tốt. Thành ra là nếu như bây giờ bạn có thể nói là cô Trang ơi, con rất là thích món đồ chơi này, con xin cô hãy mua cho con món đồ chơi này đi, con hứa là con sẽ chơi ngoan. Nếu như bạn có thể nói được cái câu như thế thì bạn ấy sẽ không bao giờ lăn ra ăn vạ. Nhưng vấn đề là các con chưa học được cách nói chuyện như vậy. Các con chỉ nói là cô Trang thích, con thích đồ chơi, hoặc con thích Elsa, cô Trang mua, ví dụ như thế. Thì cô Trang bảo không, không mua được, cô không cho, hoặc là cô không có tiền đâu, không mua. Thì tự nhiên đứa trẻ nó rơi vào khủng hoảng. Đó, cái cuộc khủng hoảng nó diễn ra rất là buồn cười, nhưng đó chính là cái khủng hoảng của các bạn nào. Nó thường là nó sẽ ra hai nguyên nhân: khẳng định mình, muốn khẳng định cái tôi nhưng mà năng lực chưa cho phép, và cái thứ hai đó là ngôn ngữ của các con nó chưa thực sự tốt để có thể nói được hết ra mong muốn của mình, thế nên là bị dồn lại, khó chịu quá thì phải khóc. Đó, thì mình hiểu một cách đơn giản khủng hoảng tuổi lên 3 là như vậy. Và trong cái tuổi lên 3 thì về vấn đề ăn uống thì sao ạ? Thì không biết là với những cái bạn mà đang ở tuổi đó thì các bạn ấy có những cái biểu hiện như thế nào ạ?
Thực ra là về cái độ tuổi khủng hoảng tuổi lên 3 ấy, khi mà mình gọi cái khủng hoảng tuổi lên 3 thì mình chỉ cần hiểu một cách đơn giản nhất thôi. Đó là vào cái độ tuổi đó, những đứa trẻ chúng phải trải qua một cái sự gọi là chúng không thể chấp nhận được. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống. Em có thể thấy đó là trong cả cái cách mặc quần áo, đi học, cách ăn, cách nói chuyện, cách đòi đồ chơi, tức là tất cả mọi 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 sự vật luôn á, cứ đến cái đồng tuổi đấy á là nó đều bị ảnh hưởng lên cơ. Thì ví dụ ăn của khủng hoảng tuổi lên 3 nó có thể là bình thường thì ăn suốt ăn rất là ngoan đúng không? Không ăn. Bảo kiểu gì cũng kiên quyết là không, không là không. Đó, con ăn đi, con không ăn. Đó, còn có nhiều bạn thì sẽ gọi là dữ dội hơn, đó là bạn ấy hất hất tung cả khay. Không biết là bạn có trải qua cái đấy không ạ? Có Em nhiều bạn là đến tuổi ba tuổi lên 3 là cũng rất là kén ăn đấy ạ. đúng rồi Có đó. đồ này ăn được, đồ kia không ăn được là thể hiện rõ ràng luôn. Đúng rồi. Vâng, vậy thì không biết là với những cái ứng xử và biểu hiện như thế này thì thường thì các bậc cha mẹ thì sẽ phải xử lý như thế nào ạ? Đối với khủng hoảng tuổi lên 3, bởi vì mỗi một đứa trẻ nó sẽ có một cái biểu hiện khác nhau. Sẽ có những em bé trải qua khủng hoảng tuổi lên 3 nó nhẹ nhàng, cũng có những em bé trải qua cái khủng hoảng tuổi lên 3 nó rất là dữ dội. Thì cái quan trọng nhất giống như mẹ Hiền có nói lúc đầu á, cái khủng hoảng tuổi lên 3 thì đứa trẻ nào cũng sẽ trải qua, nhưng cái cách ứng xử của bố mẹ này nó sẽ quyết định vào cái giai đoạn sau, tức là sau cái độ tuổi lên 3 đấy, đứa trẻ nó có những cái cách ứng xử tốt hay không. Thì mình có thể luân phiên để mình chia sẻ cái cách nhá. Ví dụ như là một chuyên gia thì khi mà tương tác với các con á thì Thương Thương vẫn hay nói với cả các bố mẹ là cái điều đầu tiên, để bởi vì khủng hoảng tuổi lên 3 là không có dập tắt được, tức là không phải là cô ấy làm thế nào để nó không khủng hoảng tuổi lên 3 nữa là không có đâu. Mẹ nào mà hỏi thế là không có, mà chỉ có là làm thế nào để chị trải qua cái khủng hoảng tuổi lên 3 cùng con nó được dễ chịu. Thì cái cách đầu tiên đó là cái cách mà mình nói chuyện với con và mình nhìn tất cả những cái lỗi sai của các con nó giống như là một một cái điều đương nhiên, và mình nhìn với cả cái sự bao dung. Thì cái điều đầu tiên đó là cái sự chấp nhận. Mình nghĩ là cái điều đầu tiên là bố mẹ chấp nhận đã, bởi vì bố mẹ biết là đứa trẻ nào cũng như vậy thôi, con mình nó chỉ là đang trải qua một cái sự khủng hoảng ngắn ngắn thôi. Thì bây giờ mình chấp nhận cái điều đấy thì cái con mắt của mình nhìn các con nó sẽ bao dung hơn, nó cũng sẽ thoải mái hơn. Đó. Còn cái cách thứ hai thì sẽ để cho mẹ Hiền chia sẻ, xong mình sẽ luân phiên với nhau. Dạ, thì khi mà các con em thấy là mình thấy là khi mà các con đòi hỏi thì bố mẹ hay so sánh, thì cái cách mà em sẽ làm đó là em sẽ không so sánh con với cả một bạn nhỏ nào đấy, hoặc là giống như kiểu là hay so sánh con nhà người ta ấy. Đó thì em sẽ nói chuyện với bạn ấy là như những người bạn. Đó, và mình sẽ chia sẻ là tại sao, nguyên nhân như thế nào thì mình sẽ được làm cái điều đấy hay là không. Nhưng mà khi mà bạn chia sẻ như thế thì có chắc là các bạn độ tuổi 3 tuổi các bạn ấy hiểu được hết những cái lời mình nói không? Em nghĩ là sẽ hiểu, bởi vì các bạn ý thường thì sẽ là muốn những cái gì các bạn ý muốn, cho nên là cái cách mà em đang làm với bạn nhà em ấy là em sẽ chia sẻ với ở cái góc độ là mình sẽ không đáp ứng, nhưng mình cũng không 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 cung cấp cho bạn ý ngay lập tức, mà mình sẽ giống như kiểu là mình sẽ hướng dẫn cho bạn ý ấy, là cái này làm cái này thì sẽ như thế này. Đó thì em nghĩ là độ tuổi 3 tuổi là đã là hiểu hết rồi. Nó và bố mẹ thì cần kiên nhẫn để mà mình giải đáp như thế. Chắc chắn là vừa kiên nhẫn này, và chị Thương cũng vừa nói là vừa bố bao mẹ dung nữa. Đúng rồi, cũng bố mẹ cũng phải bao dung nữa. Vậy thì còn những cái cách nào để giúp cho bố mẹ có một cái cách giải quyết thật là tốt khi mà các bạn lên độ tuổi lên 3 ạ? Còn một cái cách nữa đó là ví dụ như bây giờ chúng ta tưởng tượng là đây, trước mặt mình là có một em bé đang khủng hoảng tuổi lên 3. Bây giờ em ấy nằm lăn ra, em ăn vạ, em bảo là cô Trang ơi, con phải lấy được cái micro của cô chẳng hạn, mà trong giờ khi rõ ràng là em không thể và bố mẹ của em bé cũng không thể đáp ứng được cái điều đấy, thì em bé đã khóc chẳng hạn, ví dụ là như thế. Thì trong cái tình huống như vậy thì thường là các bố mẹ chúng ta sẽ có hai cái hướng. Một là sẽ quát, tức là sẽ cầm cái roi ra quát là con có im đi không, hoặc là con có ngừng nói không, hoặc con có ngừng khóc không, bố mẹ cho về bây giờ, không cho đi chơi nữa, vân vân. Đó là cách một. Còn cái cách thứ hai đó là mà cái cách mà Thương Thương vẫn hay hướng dẫn cho các bố mẹ, đó là giả sử như mẹ Hiền mà nhìn thấy cái hình ảnh đó thì mẹ Hiền chỉ cần ngồi xuống thôi, ngang bằng mắt của bạn ấy, và có thể bạn đang khóc đúng không, đừng cấm bạn ấy khóc, bởi vì khóc là cách thể hiện cái cảm xúc. Bây giờ đang khóc tự nhiên bảo là con im đi hoặc con nín đi thì làm sao mà nín được, lại còn ca ca khóc to hơn. Thì mẹ chỉ cần nhìn vào mắt bạn ấy, mẹ mẹ chỉ cần nói bạn ấy là mẹ biết là bây giờ con đang rất là thích cái micro đấy, nhưng mà bây giờ cô đang phải làm việc rồi, mẹ không thể đáp ứng được cho con, nhưng mẹ sẽ ngồi đây để mẹ nghe con khóc. Đó, mẹ chờ con khóc, tức là gần như em đồng cảm á, em đồng cảm với các con, em cứ ngồi ở đây, bạn cứ khóc thì em ngồi cạnh. Có thể em phải ngồi đến 30 phút. Có những lúc mình phải ngồi đến 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà những ông bố bà mẹ nào có thể ngồi được 1 tiếng đồng hồ và lắng nghe đứa trẻ khóc và đồng cảm với đứa trẻ, thì những cái lần sau ấy, giả sử bạn ấy có đòi cái micro của em nhé, em chỉ cần nói là bây giờ đang có việc bận như này không dùng được, bạn ấy sẽ rất là dễ chấp nhận. Bởi vì sao? Vì khi con khóc bạn ấy được chấp nhận cảm xúc rồi.
Đó. Còn nếu như mà mẹ mà cứ cầm cái roi này, xong mẹ bảo là có đứng lên hay không, hoặc là mẹ tép, mẹ đánh thật luôn, có nhiều bố mẹ là đánh luôn cho kiểu biết sợ ấy, thì những cái lúc sau đứa trẻ nó sẽ phản ứng rất là cục cằn, chỉ là một cái hành động nhỏ thôi, thì bởi vì nó bị đánh mà, nó cứ lên cơn cảm xúc thì nó lại bị đánh, thì phản ứng ngược lại của bạn ấy sẽ là cục cằn. Còn bạn ấy mà cứ lên cơn cảm xúc nhưng bạn lại được đồng cảm, bạn ấy được lắng nghe và bạn ấy được mẹ nói rằng là mẹ rất muốn đáp ứng điều đấy cho con nhưng mà mẹ không để, thì cái những cái lúc sau khi mà bạn ấy cũng muốn một cái điều gì đấy, bạn ấy sẽ chấp nhận cái điều đấy đơn giản hơn. Đó là cái cách mà Thương Thương vẫn hay chia sẻ và hay huấn luyện các bố mẹ là ứng xử như thế nào khi mà các bạn ấy mè nheo trong cái cơn khủng hoảng tuổi lên 3. Vâng, nhưng mà có vẻ là những cái ứng xử này cũng như hành động của các bạn ấy bị ảnh hưởng từ bố mẹ rất nhiều, chính xác, đúng không ạ? Chính xác. Như nhà tôi thì các bạn trẻ mà các bạn nhỏ tuổi mà đến độ tuổi lên 3 là bắt đầu là học theo này, rồi là thấy người lớn làm một việc gì đó là bắt đầu là học theo rất là nhanh. Và nếu như mà chúng ta không có những cái hướng theo sát cũng như là giúp cho con trở nên tích cực thì các con sẽ học được những cái tính xấu đó, đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Vâng, có không biết là với mẹ Hiền thì ở nhà mình có theo sát con như vậy không ạ? Ở nhà thì mình theo sát trong từng hành động của con. Thì hôm nay mình thấy chị Thương Thương, chuyên gia Thương Thương chia sẻ về kiên nhẫn để mà ngồi đợi con ấy, thì mình thấy là đôi lúc mình còn hơi thiếu kiên nhẫn một chút trong cái việc là mình ngồi đợi con. Tức là mình đợi con được 10 phút rồi nhưng con vẫn chưa nín. Và lúc đấy mình cũng rất là khó chịu ấy, bởi vì là con khóc thì cái tiếng của con khóc thì nó không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mình mà còn hàng xóm xung quanh ấy, người ta sẽ bảo là tại sao lại để con khóc như thế. Thế là mình đến 10 phút rồi và đến sang phút thứ 11, 12 là bắt đầu mình đã không chịu được nữa rồi. Và mình rất là bực trong người. Thì lúc đấy thì và mình có những cái lúc thỉnh thoảng mình đã nặng lời với con. Đó thì hôm nay chuyên gia Thương Thương chia sẻ một cách rất là, mình cảm thấy là mình đã có lỗi trong cái vấn đề là mình thiếu cái sự đồng cảm đấy với con. Thật ra là không phải mỗi chị Hiền đâu ạ, mà có rất là nhiều bố mẹ hiện nay thì cũng không có được kiềm chế được cái cảm xúc của đúng mình rồi. Khi mà trong cái việc mà dạy con. Có rất là nhiều bố mẹ như Trang cũng biết là khi mà đi máy bay chẳng hạn, khi mà các bạn ý đòi vật này vật kia mà các bạn ý cũng không được đáp trả lại, không được bố mẹ đồng ý thì các bạn lại khóc lên. Và rất là nhiều bố mẹ cảm thấy là tự ái và không muốn là cho con làm ầm ở trên máy bay. Đúng chính rồi. Vì thế mà quát con rồi là làm đủ mọi cách để cho con im lặng. Và như thế Trang nghĩ rằng cũng một phần nào đấy cũng tâm lý của các bạn cũng ảnh hưởng khá là nhiều, đúng không ạ? Đúng rồi, em các bố mẹ cứ tưởng tượng một cách đơn giản như thế này, đứa trẻ nó sẽ là một cái bản sao của mình. Thế ông bố bà mẹ nào mà phản ứng trước những cái rắc rối một cách gọi là kiểu cứ bực mình á, tức là có một cái rất là nhỏ thôi thì cứ bực mình hay có như thế này, thì các con nó cũng sẽ bắt chước theo cái điều đấy. Thế là cứ mỗi một có khi á, bạn chỉ không kéo được cái khóa quần thôi nhá, là bạn ấy cũng đã gào ầm ĩ lên rồi, bởi vì là bạn ấy quen cái việc phản ứng mạnh của các bố mẹ rồi. Nhưng mà giả sử bố mẹ mà trong những cái hoàn cảnh đó bố mẹ vẫn bình thản được và bố mẹ có thể hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, thì đứa trẻ nó học những cái lúc mà như thế bố mẹ mình ứng xử như vậy, thế là bạn ấy, kể cả bạn ấy có gặp những cái khó khăn nhỏ nhỏ á, là bạn ấy sẽ phản ứng một cách nó rất là nhẹ nhàng. Đó thì đó cũng là một cái cách để điều chỉnh cái cảm xúc cho các con, vì cảm xúc của các con thì chính là cảm xúc của bố mẹ mà. Vâng, vậy thì không biết là khi mà các con khóc hay là ăn vạ quá nhiều thì còn những cái cách nào khác để bố mẹ có thể xử lý cũng như là làm cho các con dịu đi những cái cơn ăn vạ như vậy ạ? Thực ra về cái khủng hoảng tuổi lên 3 nó là mâu thuẫn giữa năng lực và mâu thuẫn giữa cái mong muốn của trẻ. Và cái mâu thuẫn thứ hai nữa đó là mâu thuẫn giữa cái khả năng ngôn ngữ của các con với những điều mà các con muốn thể hiện. Thực ra khi mà nói lên 3, trẻ lên 3 cả nhà học nói, thì các con, nếu như các con có thể nói là cô Trang ơi, con thấy cái micro này rất đẹp và cô có thể cho con mượn một tí được không, thì có thể bạn sẽ không khóc. Nhưng vấn đề là bạn ấy không nói được cả cái câu đấy, bạn ấy chỉ nhìn được cái micro của em xong bạn ấy thích quá, bạn ấy cứ lao đến bạn ấy giật chẳng hạn. Thì bởi vì bạn ấy không thể nói hết được cả một cái câu rất là dài như vậy, bạn ấy chỉ có thể nói là thích, con thích, rồi con thích cái kia kìa. Thì thành ra bố mẹ bởi vì ngôn ngữ của bạn ấy nó bị hạn chế mà, thành ra là một trong những cái điều nữa khi mà Thương Thương hướng dẫn các bố mẹ đó là mình cần phải dạy cho các con nói ra được cái mong muốn và cảm xúc của mình bằng một số mẫu câu sau. Chúng mình có thể tham khảo, ví dụ mẫu câu thứ nhất, mẹ có thể nói là ví dụ mẹ sẽ là người chủ động nói ra, mẹ biết là chấm, ví dụ mẹ biết là con rất thích ăn kem đúng không, hoặc là mẹ biết là con đang rất thích ăn kẹo đúng không, thì đứa trẻ nó cũng sẽ học theo điều đấy, nó sẽ nói là con thích ăn kẹo hoặc là con thích ăn kem. Thì cái bố mẹ sẽ là cái người mà nói ra, tức là học những cái mẫu câu ấy. Thì mẫu câu đầu tiên nó là mẹ biết đó, mẹ biết là chấm 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 đó, thì đứa trẻ nó cũng sẽ mẹ ơi con đang thấy như thế này.
Đó, thì đó là một trong những cái cách mà để giúp cho ngôn ngữ của đứa trẻ nó phát triển tốt hơn. Thì khi mà cái ngôn ngữ của các bạn ấy nó được gọi là thuần thục ấy, thì các bạn có thể nói ra được cái điều mà các bạn ấy cảm thấy, thì các bạn sẽ không bị ăn vạ nữa. Đó, còn chừng nào mà không nói ra được thì vẫn cứ ăn vạ và khóc thôi. Và thật ra là qua chia sẻ của chị Thương Thương thì tôi cũng hơi lo sợ một chút. Tức là sao? Khi mà đứa trẻ đòi một cái vật gì đó mà các bạn ấy không được, thì bố mẹ là người nhẹ nhàng khuyên bảo. Thế nhưng mà phản ứng ngược lại, nếu như mà các cậu bé, cô bé mà nếu mà không nghe lời hoặc là lần sau như thế là thấy là nhẹ nhàng quá, bố mẹ phản ứng nhẹ nhàng quá mà lần sau mình cứ lần tới mình cứ tiếp tục đòi thì sẽ thế nào ạ? Cái một trong những cái điều quan trọng nhất đấy là khi mà chúng ta nói nhẹ nhàng với đứa trẻ ấy. Tuy nhiên thì một mẹ Hiền có chia sẻ một cái rất là đúng đó, đó là mình vẫn nhẹ nhàng với đứa trẻ nhưng mình sẽ không đáp ứng đó, để đứa trẻ chúng hiểu rằng là cái cảm xúc khóc, gào thét, lao vào, đánh, cắn, cấu, tất cả mọi thứ bạn ấy làm với bố mẹ ấy, nó đều không ảnh hưởng gì đến bố mẹ cả, và những lần sau chúng sẽ không sử dụng cái phương pháp đấy nữa. Còn chừng nào mà chúng khóc mà bố mẹ vẫn đáp ứng, chúng gào thét bố mẹ vẫn sợ, thôi chứ rồi ảnh hưởng đến người khác quá, mà vẫn đáp ứng thì đứa trẻ chúng sẽ nắm được cái điều đấy và chúng sẽ thấy chỉ cần khóc thôi là được, hoặc chỉ cần gào lên là sẽ được. Nhưng bố mẹ thì bạn ấy khóc cũng kệ bạn ấy, bạn ấy gào cũng kệ bạn ấy, bố mẹ chỉ cần nói là mẹ biết là con thích cái này nhưng mà mẹ không thể đáp ứng được bây giờ cho con, hoặc là mẹ hết tiền mẹ không mua được cái này nữa rồi, bao giờ mẹ có tiền mẹ hứa là mẹ sẽ mua được nếu như cái điều đấy là nó hợp lý, thì mẹ hứa với con nhưng mẹ sẽ tuyệt đối không được đáp ứng, để đứa trẻ hiểu rằng có khóc cũng không thể ảnh hưởng đến bố mẹ, thì đứa trẻ nó không khóc nữa. Những lúc sau nó sẽ sử dụng một cái phương pháp khác để nó đòi. Có thể nó sẽ nói là mẹ ơi con thích cái này, tức là bạn có thể sử dụng ngôn từ để bạn ấy thể hiện. Đó. Thì tức là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn phải kiên quyết, vẫn phải cứng rắn chứ không được nhẹ nhàng xong xuôi theo là thôi cho luôn cho hết, thế là không được. Các bạn ấy sẽ bị quen luôn. Vâng, còn với chị Hiền thì không biết là mình sẽ sử dụng cái biện pháp nhẹ nhàng hay là sẽ cứng rắn ạ? Mình thì thường sẽ sử dụng biện pháp cứng rắn, đó là mình sẽ không cho ngay lúc đấy, không đáp ứng con, và mình sẽ cho con khóc. Và thường thì bạn nhà mình bạn khóc xong là bạn tự im. Thường là khi bạn ấy im xong, bạn ấy vui vẻ thì bắt đầu là mình sẽ cho con. Và thực ra thì các bạn 3 tuổi là mình nghĩ là bạn biết khá là nhiều rồi. Và có những bạn là khi mà bố mẹ mà tập về vấn đề ngôn ngữ ấy, thì có thể con còn sẽ nói được nguyên cả một câu cơ. Cho nên là cái việc giải thích cho con thì mình nghĩ là khá là dễ dàng để mà mình giải thích cho con. Đó, thì tại cái thời điểm mà con gào hét lên thì mình sẽ không đáp ứng. Đó. Hiện tại thì tôi có thấy là có rất là nhiều gia đình như thế này. Ví dụ như là mẹ bạn ấy thì rất là hiền, còn bố bạn ấy thì cũng khá là nóng tính này, rồi là át vía được bạn ấy. Và khi mà một bạn trẻ 3 tuổi, bạn ấy đòi bố hay là mẹ thì một cái vật nào đấy, thì bố khi mà bạn đòi bố thì bố bạn chắc chắn là bạn ấy không đòi rồi, tại vì là bạn rất là sợ bố. Còn với mẹ thì mẹ nhẹ nhàng thì luôn luôn là đòi mẹ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể át được cái vía của trẻ con, thì giúp cho trẻ là không có đòi những cái đồ vật linh tinh nữa? Thực ra cái này nó giống như kiểu ông bà mình hay chia sẻ á, là trong nhà sẽ có một người đóng vai hiền, còn một người đóng vai ác ấy, một người át vía được người kia ấy. Thực ra thì cái đó nó rất là gọi là nó tùy theo từng gia đình. Nó tùy theo từng gia đình thì một trong những cái điều quan trọng nhất ở trong những cái lớp học khi mà Thương Thương hướng dẫn các bố mẹ, đó là cần phải có một cái sự đồng thuận và thống nhất trong phương pháp. Còn nếu như mà một gia đình mà một người mẹ động một chút là chiều con, còn ông bố thì lại quá là nghiêm khắc khiến cho những đứa trẻ nó sợ, thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng, đó là những đứa trẻ chúng sẽ chỉ ăn vạ với người mẹ, hoặc là chúng sẽ chỉ ăn vạ với người bà thôi, cứ thấy người bà ở đâu là đòi đó, hoặc cứ thấy mẹ ở đâu là đòi, con nhìn thấy bố một cái là thôi là né. Thì thực ra cái đó để mà gọi là để mà gọi là xử lý á, nó là một cái ca rất là khó, nó là phương pháp rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một gia đình nó khác nhau. Đó, thì cái một trong những điều quan trọng nhất đó là bố mẹ cần phải thống nhất với nhau. Anh ơi, hoặc là mà vợ ơi, chồng bảo như thế này, đó là mỗi một lần mà bây giờ bạn bông nhà mình bạn ấy đòi như thế thì là chồng nghĩ là chúng mình nên như thế này, hoặc là vợ mà vợ có cái cách gì hay thì vợ nghĩ là bây giờ trong những cái hoàn cảnh như thế là chúng mình phải thống nhất với nhau. Đó, mình phải thống nhất với nhau như thế này này. Lúc đầu mình sẽ không được đồng ý ngay về với bông, không là sợ là bông nó lại bị càng ngày càng mè nheo. Nhưng mà sau đấy thì sau khi mà em hướng dẫn, em giải thích rồi, có thể bông sẽ hơi bị tổn thương, hoặc là bông sẽ cảm thấy sao mẹ lại khó khăn như thế, thì bố có thể bố ra và bố lại ôm bông chẳng hạn, rồi bố lại có thể giải thích thêm cho bông, ví dụ như thế. Tức là hai bố mẹ cần phải thống nhất với nhau. Chứ còn trong gia đình nếu như mà nó có sự khác nhau quá giữa hai bố mẹ thì nó cũng sẽ là một cái rất là khó khăn. Hiền thì cảm thấy thế nào? Em thấy đúng đấy ạ. Bởi vì là ở nhà thì thường là em sẽ là người đóng vai ác,
và bố sẽ là người an ủi. Tuy nhiên là trước khi mà để mình đóng vai ác và an ủi đấy thì đúng là phải có cái sự thống nhất giữa bố và mẹ. Thì ở gia đình em thì hai vợ chồng có một cái gọi là quy tắc. Quy tắc cho cái việc là chấp nhận hay là đồng ý bất cứ cái điều gì của con, kể cả từ việc ăn uống hay là những cái đồ chơi, hay là đi siêu thị, hay là đòi một bất kỳ một cái vật gì đấy, thì đều sẽ có quy tắc trước. Thì con thì chưa hiểu rằng là mình sẽ không được đòi cái đồ đấy, nhưng mà bố mẹ sẽ giống như kiểu là ngầm hiểu với nhau ấy, là không được cho con cái đồ đấy. Thì ít nhất là trước tại cái chỗ đông người thì mình cũng sẽ không phải dẫn đến cái trường hợp là quát con, mắng con, hay là bế con đi về ngay lập tức kiểu như vậy. Vâng, và không biết là trong cái quá trình mà mình dạy con thì có gặp những cái khó khăn nào khi mà các bạn ý ăn vạ quá nhiều, hay là các bạn ý làm những cái hành động mà trước đám đông mà mình cảm thấy mình xấu hổ không ạ? Ăn vạ quá nhiều thì mình nghĩ là ảnh hưởng lớn nhất ở đây là đối với ông bà. Bởi vì ông bà thì hay thương cháu, rất là thương cháu, và khi mà thấy con khóc thì ông bà hay là cho con luôn. Đó thì nhiều khi là bị mâu thuẫn giữa bố mẹ và ông bà. Đó thì mình cũng rất là đau đầu cái vấn đề này, cần phải nhờ chuyên gia Dương chia sẻ một vài cách để mà mình có thể giống như là kết nối ông bà với cả con về cái cách mà mình đang dạy con. Đó. Thực ra cái vấn đề về ông bà cũng là một vấn đề mà thực ra nó là cái đặc trưng của xã hội Việt Nam mình. Bởi vì là thường khi mà các con, bố mẹ thì sẽ rất là bận bịu, nên là thành ra thường ông bà sẽ là cái người mà một là có thể đưa đón cháu này, xong rồi cho các cháu ăn này. Thành ra là các con sẽ có cái mối liên hệ tình cảm với ông bà rất khá là mật thiết. Nhưng mà cũng chính vì vậy thì đôi khi ông bà thì sẽ giống như là phụ huynh của Thương Thương nhá. Thì phụ huynh chia sẻ là ông bà bảo là các con bây giờ hiện đại toàn nuôi theo cái kiểu khoa học. Ngày xưa ông bà nuôi vẫn lớn lên rồi, vẫn làm giáo sư, tiến sĩ, có làm sao đâu. Đó, ông bà là rất giống mẹ tôi đấy ạ. Tôi cũng nói một câu y hệt như vậy. Mẹ em cũng thế, mẹ mình cũng thế đấy. Bao giờ cũng sẽ thế, bởi vì đúng thực sự là vào cái thời điểm đó của các cụ thì với cái cách nuôi dạy như vậy thì chúng ta vẫn cứ lớn lên được một cái bình thường. Tuy nhiên thì với cái xã hội bây giờ, các con tiếp xúc với iPad, với YouTube, rồi với mạng, rồi nó gọi là cái thời đại 4.0, thì nó có rất là nhiều thách thức đối với những đứa trẻ. Và các con, các bố mẹ có công nhận là các bạn ấy dễ hư hơn không? Đúng rồi. Các bạn ấy dễ hư hơn rất là nhiều. Thế nên thành ra là một trong những cái điều đầu tiên cần phải nói đó là mình sẽ không được chống lại, tức là không được thể hiện rõ là con nuôi theo kiểu khoa học, ông bà truyền thống, ông bà không biết gì, là tuyệt đối không nên như thế. Bởi vì ông bà có cái cách hay của ông bà, nên cái điều đầu tiên đó là mình không đối diện trực tiếp. Đó, không bao giờ được đối mặt trực tiếp, đó là cái mẹo đầu tiên. Nhưng mà vì là mình không đối diện trực tiếp, mình đôi khi ông bà cứ làm theo ý ông bà, còn mình thì không làm sao mình sửa được. Thì đến cái bước thứ hai, đó là cũng giống như là với chồng mình ạ, mình phải tỉ tê với ông bà thôi. Mình chỉ là ông bà ơi, ví dụ dạo này bạn này bạn Bông, dạo này Bông có vẻ không ngoan ông bà nhỉ, hoặc là dạo này hôm nay con thấy ông tự nhiên Bông lại nói bệnh một câu gì đấy, ví dụ thế, tự nhiên hay Bông lại nói bệnh cái gì đấy với con, ví dụ như thế, thì không biết ông bà có cách nào để giúp con không, ví dụ như thế. Sau đấy thì mình cũng sẽ đưa là vậy thì bây giờ theo con là hãy như thế này như thế này. Đương nhiên nó cũng sẽ là do là mức độ hợp tác và hiểu của các ông bà nữa. Tuy nhiên thì một trong những điều quan trọng nhất ấy, đó là sự thay đổi của những đứa trẻ. Sự thay đổi của các con là minh chứng rõ nhất. Chúng ta có thể thuyết phục ông bà là ABCD rất là tuyệt vời như thế này, nhưng nếu như con không thay đổi thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì. Nên bản thân là một người bố và một người mẹ sẽ là cái người chủ động, sẽ phải là cái người chủ động trước tiên. Kể cả khi các bạn ấy khóc ạ, các bố mẹ với ông cha mẹ, phụ huynh của Thương Thương nhá, còn kéo hẳn bạn vào trong phòng, ngồi cùng bạn ở trong phòng, bạn ấy gào ầm ở trong phòng lên, ông bà ở ngoài cứ sốt ruột ấy, cứ gọi sốt rình rịch lên, ông bảo chúng mày định làm cái gì cháu mà, định làm gì cháu ông đấy mà để nó khóc, sao không dỗ nó. Nhưng mà cái lúc mà bạn đi ra ngoài nhá, bạn cực kỳ ngoan và cực kỳ hợp tác đó. Ví dụ bạn ấy khóc mà đòi không được á, cho bạn vào trong phòng và ngồi cùng bạn ấy, bố mẹ ngồi cùng bạn ấy, có thể ông bà sẽ hơi phản ứng lúc đầu, nhưng mà Thương Thương tin là chúng ta không đối đầu trực tiếp, chúng ta từ từ thuyết phục ông bà, và chúng ta cho ông bà thấy là cái cách giáo dục của chúng ta khiến cho con của chúng ta trở nên hợp tác hơn và ngoan hơn. Và chúng ta hãy nếu ông bà thử nhìn xem, ví dụ như thế con nó đã thay đổi rất là tốt rồi, con mong ông bà sẽ hỗ trợ cùng với vợ chồng con để cho bé vừa ngoan vừa hợp tác hơn. Thì đấy là cái kinh nghiệm của mình khi tương tác với cả các bố mẹ. Không biết là Hiền có sống cùng ông bà không? Em thì không sống cùng ông bà. Nhưng mà bà ngoại thì lại ở gần nhà, nên là thỉnh thoảng bà hay ra. Đó thì từ bé em đã cho Bông ăn theo phương pháp là B, tức là BLV kép kết hợp 3 trong 1 ấy. BLV kép này, ăn dặm tự chỉ huy, và có dặm thêm cháo và dặm kiểu Nhật. Đó thì khi mà mình cho bạn ấy ăn tự chỉ huy ấy thì
thời điểm đầu thì ông bà có can thiệp, với ông bà bảo là nó có ăn được mấy đâu, toàn mẹ ăn thôi. Cho nên là ảnh hưởng đến cái, tức là ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của mình. Đó thì mình lại ảnh hưởng lên mình thì mình sẽ ảnh hưởng lên con. Cho nên là em lựa chọn cái giải pháp là ở riêng để mà hai vợ chồng có thể tự chăm con. Đó, nhưng mà thỉnh thoảng thì vẫn bị bà ngoại can thiệp, vì bà ngoại ở gần. Tức là mình chọn giải pháp gọi là không đối đầu luôn ấy. Dạ, là không đối đầu ngay từ đầu luôn. Nhưng mà thời gian như thế thì cũng tốt mà, tại vì là chính bản thân mình cũng sẽ là người dạy con trực tiếp theo cái phương pháp riêng của mình. Đúng rồi. Và ông bà thì cũng chỉ là người hỗ trợ mình trông con cái lúc mà mình bận thôi, đúng không ạ? Ở gia đình chị Thương thì không biết là với ông bà có những cái điểm gì hay là có những cái phương pháp gì mà có thể dạy được con cái của mình ạ? Ông bà nhà chị, ông bà thì có một cái rất là hay, cực kỳ hay luôn, đó là ông bà rất thích dùng tục ngữ, ca dao và tục ngữ. Ví dụ như là bạn ấy làm một cái điều gì sai đấy chẳng hạn nhá, thì ông bà sẽ nói là con biết không, cá không ăn muối cá ươn, rồi con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Thế xong rồi có những em bé á, có những ví dụ cháu của Thương chẳng hạn, bạn bảo là đâu sao lại trăm đường. Thế rằng ông bà lại ngồi, ông bà lại diễn tả lại là đấy, trăm đường là ví von là như thế này này. Thì ông bà rất là hay dùng ca dao tục ngữ, lúc nào cũng dùng thôi, và bất cứ một cái điều gì ông bà cũng có thể đọc và làm thơ và làm về được. Thành ra là những đứa trẻ chúng có một cái phản ứng rất là hay đó, ví dụ mà ví dụ không chào người lớn chẳng hạn, thì bạn ấy cũng có một cái bài về riêng của ông bà về rất là hay. Nói chung là các bạn ấy được hưởng cái gọi là cái sự gọi là dạy bằng ca dao tục ngữ của ông bà. Đúng, mình thấy nó rất là hay, nó rất là phù hợp luôn á, bởi vì trẻ con bây giờ không có biết ca dao tục ngữ đâu. Không hề biết. Đúng là những bố mẹ nếu mà tầm của tuổi đấy, nếu mà tôi là bố mẹ đó thì cũng rất là khủng hoảng. Đúng, tại vì là không biết phải xử lý như thế nào. Và qua ngày hôm nay thì cũng học được một cái chút ít, khi mà các chuyên gia cũng như là chị bạn Hiền thì cũng có chia sẻ lại. Và không biết là với cái khủng hoảng tuổi lên 3 này thì chị Thương có những cái chia sẻ gì nữa không? Thực ra đối với khủng hoảng tuổi lên 3 ấy, thì các bố mẹ khi mà rơi vào cái, khi mà nhìn thấy con khủng hoảng, thì đúng như là MC Huyền Trang có nói đấy, là con khủng hoảng nhưng mà bố mẹ cũng khủng hoảng luôn, tức là cả hai bên cùng khủng hoảng. Thì một trong những cái điều mà đơn giản nhất chúng ta có thể hiểu đó là khủng hoảng tuổi lên 3 nó cũng sẽ qua. Thậm chí là khủng hoảng tuổi lên 6 là đi vào lớp 1 đi, nó cũng sẽ qua. Bất cứ một cái khủng hoảng nào các con cần phải trải qua ấy, là để cho các con trưởng thành hơn. Tức là khủng hoảng nó là điều cần thiết chứ nó không có xấu. Đó. Nhiều ông bố bà mẹ thì nghĩ rằng khủng hoảng này là xấu quá, rồi làm sao để vượt qua nó. Nhưng thực ra là chúng ta không cần phải tìm cách vượt qua, mà chúng ta chỉ cần tìm cách là đồng hành cùng với các con, đồng hành cùng với bạn ấy. Ví dụ bạn ấy trở nên cau có và khó chịu, thì mình đồng hành cùng với cái lúc đấy, là mình nói là mẹ biết là con đang khó chịu, hoặc mẹ biết là con đang muốn khóc, hoặc là mẹ biết là con buồn quá nên là con khóc đúng không, thì con cứ khóc đi, mẹ ngồi đây mẹ nghe con. Thì đứa trẻ chúng chỉ cần điều đó thôi, chúng không cần nhiều cái phương pháp gì chúng ta cho là đau to búa lớn đâu. Chúng chỉ cần bố mẹ nói được câu đấy, thế là bạn ấy cứ khóc hơn một tiếng, nức nở, cuối cùng dạy ra ôm bố mẹ đó. Thì nó một cách rất là đơn giản thôi, chúng ta không cần phải vượt qua, chúng ta chỉ cần đồng hành thôi. Nhưng hãy nhớ là thời kỳ này là rất là nhạy cảm, nên là phải từng giây phút một đều phải cùng với cả bạn ấy thì nó mới có hiệu quả. Vâng, và một cái điều nữa mà tôi thấy xuất hiện ở rất là nhiều các bạn nhỏ, đó chính là các bạn ý đến tuổi này thì các bạn cũng nói nhiều hơn rồi. Đúng. Và có rất là nhiều bạn thì cũng có một cái là trống không này, nói vô lễ này. Vậy thì không biết là có những cái phương pháp nào để dạy cho các bạn để trở thành người ngoan ngoãn hơn ạ? Theo trải nghiệm của em ở nhà với bạn Bông thì bố mẹ nói gì là con sẽ nói đấy. Đó, và thì nhưng mà so với những cái bạn nhỏ khác ở bên hàng xóm, hoặc là khi mà mình về nhà ấy, thì là con nhà cô, nhà cậu, nhà dì ấy, thì bố mẹ nói gì thì con nói đấy. Thậm chí là bạn ấy 3 tuổi thôi nhưng bạn ấy có thể nói bậy ấy. Đó thì và khi mình chia sẻ thì mình chia sẻ với cả bố mẹ của bạn nhỏ đấy, thì bố mẹ nói là ô không phải là do mình đâu, do con nó tự học đấy và nó tự nói đấy. Thì làm sao để mà, em cũng rất là muốn hỏi chuyên gia Thương là làm sao để mà mình có thể trước khi mà để chữa sửa con, thì mình có thể giúp bố mẹ nhận ra cái điều là bố mẹ là người trực tiếp ảnh hưởng lên con như vậy. Thực ra là cái để mà bố mẹ nhận ra được cái điều đấy mà trong 1-2 câu chuyện của chúng ta thì sẽ không thể nào mà giải quyết được. Tuy nhiên là quay trở về vấn đề của MC có hỏi, để ví dụ như là các bạn có thể nói trống không, hoặc là sẽ có học rất là nhiều những cái cách nói chuyện khác ấy, thì thực ra đây là một cái điều hết sức là bình thường. Dưới con mắt của một chuyên gia tâm lý thì đây là điều hết sức bình thường, bởi vì các con đang học mà. Các con có thể học là con chào cô ạ, nhưng mà cùng với đó các bạn ấy cũng có thể học cái cách đó là các bạn ấy nói trống không. Đó là một điều phải chấp nhận thôi.
nó là thực sự phải chấp nhận vì vì các bạn ấy đang học mà, học tốt học xấu vì các bạn học có bát trước. Thì một trong những cái điều đơn giản thôi, khi mà bạn ấy nói những cái câu như vậy thì mẹ phải tỏ một cái thái độ nghiêm túc nhất có thể. Bạn chỉ cần ngồi xuống và nhớ là bao giờ mắt cũng phải nhìn mắt. Ví dụ mẹ nói là con đừng có nói như thế nữa, nhưng bạn đang đứng ở đây, con đừng có bao giờ nói như thế nữa, không nhìn vào mắt bạn ấy là bị giảm mất 50% cái lượng lời nói rồi. Em nói bất cứ cái gì là phải nhìn vào mắt bạn ấy. Sao chỉ cần nói đó là mẹ thấy câu này là câu mẹ không thích nghe, hoặc là mẹ thấy buồn khi con nói câu này, tức là nói lên cảm xúc của mình á. Em đừng phán xét cả con hư, cũng đừng phán xét rằng là đừng bao giờ làm như vậy, đừng phán xét gì về với đứa trẻ cả, mà hãy nói là mẹ cảm thấy không hài lòng vì khi con nói câu này, hoặc câu này là một cái câu nói khiến cho người ta cảm thấy buồn, hoặc câu này khiến cho người ta cảm thấy không được yêu thương. Đó, mẹ mong là con sẽ không nói những cái câu như vậy nữa. Ví dụ như thế thì mình như lúc đầu chia sẻ đó là đồng hành cùng con trải qua lần lượt từng cái một, nhưng nhớ là phải thực sự là nghiêm khắc. Phải thực sự là với thái độ nghiêm khắc, chứ không phải là mình vừa cười hoặc là mình vừa trêu á. Thực sự nghiêm khắc, mẹ không vui hoặc mẹ không đồng ý khi con nói câu này. Đó, và nhìn thẳng vào mắt bạn ấy và nói đây là một câu nói xấu hoặc đây là một câu nói bậy. Những người, ví dụ mình có thể nói là những người đáng yêu không hay nói câu này, hoặc là những người như Elsa hoặc người nhện sẽ không hay nói câu này cả. Đó, mình ví von như một vài thần tượng của các bạn nhỏ. Đúng rồi, đó. Đó, ví dụ cô Elsa sẽ không bao giờ nói câu này vì đây là câu khiến cho mọi người cảm thấy buồn. Ví dụ vậy. Thì đấy là cái cách mà chị hay làm. Còn không biết là mẹ Hiền có hay làm như vậy không? Em thì cũng hay là lấy những cái đồ vật của bạn Bông ra ấy. Và khi mà bạn ấy nói những cái câu mà Chín cảm thấy là mình cảm thấy là chưa đúng lắm, thì và bạn ấy cũng không ý thức được cái việc là bạn ấy nói như thế là rồi, như thế nào đâu. Rồi, cho nên là mình sẽ lấy cái, em hay lấy con gấu bông của bạn ấy ra ấy, và em sẽ làm những cái biểu cảm. Giống như kiểu là bạn ấy buồn thì bạn ấy sẽ lắc lắc, và bạn ấy không thích thì khi mà bạn Bông nói như vậy lần nữa ấy, thì em sẽ lại lấy cái bạn ấy ra và em nói là nếu như con nói thế thì bạn gấu sẽ lại thấy buồn, và tự lần sau là bạn ấy sẽ biết là khi bạn ấy định nói cái điều đấy thì em sẽ chỉ vào bạn gấu bông là bạn gấu bông sắp buồn, thì là bạn ấy sẽ ý thức được cái việc là bạn ấy sắp nói ra cái điều đấy thì là không nên. Vâng, nhưng mà khi mà nghe chị Thương Thương nói thì đúng là bây giờ bố mẹ dạy rất là khác so với ngày xưa mà bố mẹ chúng ta dạy. Nếu như mà trường hợp của tôi chắc phải vài chục năm trước thì chắc chắn là bố mẹ sẽ lấy đòn roi và sẵn sàng để răn đe rồi, chứ không phải là việc mà ngồi xuống và nói chuyện dễ dàng như vậy. Vậy thì không biết là với việc phương pháp mà đòn roi và để răn đe cho các bạn, và với việc mà ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng với các bạn thì như thế nào thì sẽ hơn ạ? Thực ra để mà nói là như thế nào là hơn ý, thì rất là khó. Mình chỉ muốn lấy một cái ví dụ một cách rất là đơn giản thôi. Những đứa trẻ mà chúng bị đòn roi hoặc là chúng bị đánh quá nhiều chẳng hạn, quá đây là đánh nhiều nhé, chứ còn mình thì thỉnh thoảng bị tét phát thì không tính. Nhưng mà những đứa trẻ mà chúng bị đòn roi và chúng bị đánh nhiều thì theo những cái nghiên cứu của các nhà khoa học ấy, thì thường họ sẽ có những cái nó gọi là cục tính, tức là những cái phản ứng nó rất là mạnh đối với bạn bè ở trên lớp, hoặc là sau này có thể đối với vợ hoặc với chồng. Mình cứ thử tưởng tượng xem, ngày bé mà bạn nào mà cứ động một cái bố mẹ cứ tẹt 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 đánh liên tục á, dần dần á, có thể sau này bản thân bạn ấy cũng không ý thức được, nhưng mà đôi khi bạn ấy cũng rất là dễ để gây những cái hành động khác với con của bạn ấy. Nếu như sau này lớn lên á, bạn ấy cũng đánh con một cách rất là bình thường. Có khi nào là đối với đồ vật bạn ấy cũng sẽ như đúng vậy rồi, không hả chị? Đúng rồi, đồ vật của anh cũng như vậy. Đồ vật cũng vậy, như vậy. Thì còn với cái cách nói chuyện, tại sao mà Thương Thương hay nhấn mạnh đến cái việc nói chuyện, là bởi vì khủng hoảng tuổi lên 3 hay bất cứ một cái hành vi nào của trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 6, nó không phải là cái hành vi mà đứa trẻ muốn làm để sai. Bản thân chúng, giống như mẹ Hiền nói một câu rất đúng, bản thân các bạn ấy khi làm cái điều đấy, các bạn cũng không có ý thức được là cái việc đấy nó sẽ gây tổn thương đến người khác, hay là nó là việc rất là sai. Bạn ấy không ý thức được điều đó đâu. Đó, nên thành ra là cái ứng xử của người lớn nó rất là quan trọng. Nó sẽ khiến cho đứa trẻ cảm thấy là với những cái tình huống khác trong cuộc sống thì bạn ấy cần phải làm như thế nào là đúng. Đó, thì đương nhiên thôi, bố mẹ mà cứ đánh bạn ấy chẳng hạn, cứ sai là đánh thì đứa trẻ nó học được một cái điều là cứ sai là đánh. Thì bây giờ một đứa khác, một được bạn khác chẳng hạn sai với bạn ấy thì bạn ấy đánh, hoặc là một cái đồ vật gì đấy không hài lòng cái bọc cái. Đó. Còn những đứa trẻ mà chúng học được cách sử dụng bằng ngôn từ và bằng lời nói thì hiển nhiên em có thể tưởng tượng là phản ứng của bạn ấy với những cái biến cố, hoặc là phản ứng bạn ấy với những cái khó khăn trong cuộc sống, hoặc những cái mà không mong muốn trong cuộc sống, nó sẽ thoải mái và dễ chịu đi rất là nhiều.
Vâng, nhưng mà đúng là cái độ tuổi 3 tuổi là độ tuổi rất là quan trọng để bố mẹ dạy cho các bạn ý, để trong cái tính cách này rồi các hành động. Tại vì tôi cũng có một người em trai, và khi cái độ tuổi 3 tuổi là một độ tuổi mà rất là bướng bỉnh, đúng rồi là chính khó xác. dạy. Chính vì thế mà đợt đấy thì bố mẹ lại rất là chiều bạn ý. Thế nên là khi mà bạn lớn hơn một chút lại cực kỳ khó dạy. Chính xác. Đó thì tôi nghĩ rằng là độ tuổi này rất là quan trọng. Vì không dạy ở độ tuổi này thì các bạn ấy sẽ bị ảnh hưởng ở những độ tuổi về sau, đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Còn với chị Hiền thì không biết là chị có suy nghĩ như thế nào ạ? Cá nhân mình thì thấy là chuyên gia Thương Thương cũng đã nói là mình phải đồng hành với con. Thì cái việc khủng hoảng của con sẽ qua đi rất là nhanh. Đó, và mình thì có kiên nhẫn được hay không thì nó sẽ quyết định lên cái tính cách của con sau này. Đó, cho nên là cái việc đồng hành của con thì bản thân mình cũng sẽ lưu ý với cả gia đình để mà mình có được cái sự kiên nhẫn cũng như là những cái ra quyết định đúng đắn để mình giúp con trưởng thành trong sự bình an, sự hạnh phúc thay vì là đòn roi. Đó, bởi vì đôi lúc là mình cũng đòn roi. Đòn roi đấy là mình chỉ răn đe thôi đúng không ạ? Đòn roi để mình răn đe. Mình cũng có hay hành động với bạn, mình hay đánh vào tay bạn ý. Và thậm chí là ví dụ như là bạn ý càng bướng ấy, thì mình ngày xưa mình làm sai một cái, đó là khi mà bạn ý cố tình làm thì mình lại thay vì là mình đồng cảm với bạn ý, mình kiên nhẫn bạn ý, thì mình lại đánh bạn ý. Đó thì mình đánh chỉ là một cái hành động đánh nhẹ thôi, nhưng mà lập tức bạn ấy đánh lại mình ngay. Đó thì là bạn ấy đánh lại mình ngay, cho nên là mình cảm thấy là mình có thể là mình đã sai ở những cái bước là mình dạy con như thế. Đó thì mình cảm thấy là hôm nay cái phương pháp mà chuyên gia Thương Thương chia sẻ là đồng hành cùng con, mình thấy rất là tâm đắc. Vâng, và như lúc đầu chúng ta cũng nói là bố mẹ là một cái tấm gương gì đấy cho con để con học theo. Và cái độ tuổi này thì các con học theo rất là nhanh. Và nếu như trong cái trường hợp mà bố mẹ làm sai, vậy thì bố mẹ có cần xin lỗi con không? Hay là bố mẹ sẽ làm những cái phương pháp khác ạ? Cái này bình thường Hiền có xin lỗi Vông bao giờ chưa? Em có. Có đúng không? Mỗi ngày đều nói xin lỗi, nói cảm ơn và nói yêu bạn ý. Khi em, mà em cảm thấy thế nào khi em nói từ xin lỗi đấy với cả tức là cá nhân mình thì khi mà em nói cái lời xin lỗi đấy không phải là mình mắc lỗi, mà là em muốn nói với con là biết cách nói xin lỗi từ khi còn nhỏ. Đó thì không chỉ khi làm tổn thương người khác mới cần xin lỗi, đó mà khi mà bạn ý tự cảm thấy là bản thân mình đang cảm thấy một cái cảm xúc gì đấy buồn hay là cảm thấy không vui thì bạn ấy có thể là tự xin lỗi bản thân mình được. Rất là hay, đúng không? Ý này rất là hay. Nhiều bố mẹ thì cũng không có nói lời xin lỗi đâu. Chính vì thế mà cũng ảnh hưởng đến tâm lý của người con rất nhiều. Và không biết là chị Thương Thương có suy nghĩ gì về những cái việc mà bố mẹ khi mà gặp một cái vấn đề gì đấy mà làm sai chẳng hạn thì không có xin lỗi con ạ? Thực ra bản năng của bất cứ một con người nào khi mà ví dụ chị gây ra một cái lỗi nào đấy với em đúng không, thì hiển nhiên em rất là mong một cái lời xin lỗi từ chị. Đó, dù là một đứa trẻ con hay là một người lớn cũng sẽ như thế. Thì bản thân bố mẹ cũng như vậy thôi. Bố mẹ có thể là vô tình hoặc cố tình trong cuộc sống sẽ có rất nhiều những cái hành động khiến cho những đứa trẻ bị buồn hoặc là bị tổn thương. Và những đứa trẻ chúng cũng chờ đợi cái lời xin lỗi đấy từ bố mẹ chứ. Chúng cũng rất là mong muốn. Tuy nhiên thì cái điều này nó sẽ hơi khó khăn hơn một chút. Nhiều ông bố bà mẹ thì rất là ngại nói ra điều đấy. Họ cho rằng người lớn và mình là người đẻ con ra thì mình làm sao phải đi xin lỗi một đứa trẻ con, ví dụ như thế. Tuy nhiên thì bất cứ một con người nào, cái nhu cầu cần được công nhận nó cũng là một cái nhu cầu cực kỳ quan trọng. Thì những đứa trẻ cũng cần điều đấy. Thì nó là sự lựa chọn thôi. Bố mẹ muốn là những đứa trẻ sau này chúng cũng biết nhận lỗi, chúng cũng biết là những người mà không đổ lỗi cho người khác, chúng cũng là những cái người mà gọi là rất là dễ để hợp tác. Thì bố mẹ nên nói lời xin lỗi với các con. Nói lời xin lỗi không phải là vì mình bằng vai phải lứa, hay là lời xin lỗi là thể hiện mình kém cỏi hơn một đứa trẻ 3 tuổi. Điều đấy nó không đúng. Lời xin lỗi nó chỉ chứng minh rằng là con đáng được tôn trọng. Bố mẹ luôn luôn tôn trọng con như là những người lớn, và bố mẹ tôn trọng ý kiến của con, tôn trọng cả cái hành động và cảm xúc của con. Đấy, chị thì chị nghĩ là nó đơn giản, thì không hiểu là rất là nhiều bố mẹ thì nghĩ là nó phức tạp hoặc là nó bị ảnh hưởng về mặt gọi là đó, lớn tuổi với trẻ tuổi thì chị không biết, nhưng mà chị thấy là cái việc xin lỗi một đứa trẻ nó hoàn toàn là bình thường. Đó là cũng là một cái cách để dạy cho các con biết nói lời xin lỗi thôi. Thì mình nghĩ nó là bình thường thì chị nghĩ là nó sẽ là bình thường thôi. Vâng, và với độ tuổi 3 tuổi này thì cái việc mà các bạn ý làm sai hay là làm đúng đi chăng nữa thì bố mẹ có những cái sự khen thưởng hay là phạt ra sao không ạ?
Đúng rồi, một trong những cái điều quan trọng nhất đó là khen thưởng. Chỉ là một cái hành động nhỏ thôi. Ví dụ hôm nay các bạn ấy đến và các bạn ấy khoanh tay, các bạn ấy con chào cô ạ chẳng hạn. Mẹ có thể về nhà mẹ nói rằng ôi hôm nay bạn bóng biết khoanh tay rằng biết chào cô, ôi mẹ thấy cực kỳ ngưỡng mộ luôn, mẹ thấy cực kỳ vui luôn. Thì đó cũng là một lời khen dành cho bạn ấy. Thì một trong những cái điều quan trọng nhất đó là bạn ấy làm được điều tốt thì hãy khen. Còn khi bạn ấy gặp bạn ấy vô tình hoặc cố tình mà bạn ấy gây ra lỗi chẳng hạn thì chúng mình cũng mình thì mình nghĩ là không nên gọi là đánh hoặc là không nên phạt quá là nặng nề vì một cái lỗi của các con, mà đơn giản chỉ là nhắc lại cho các con là hôm nay con đã phạm cái lỗi gì, bố mẹ cảm thấy như thế nào về cái lỗi đấy và bố mẹ không mong muốn con lặp lại cái điều đấy lần sau nữa. Đó, thì phải rất là rõ ràng, cái đó là cực kỳ phải rõ ràng luôn, khen ra khen mà chê ra chê và phạt ra phạt thì nó mới có thể gọi là nó tác động được đến cái đứa trẻ và hình thành thói quen. Chứ nếu như bạn ấy làm rất là tốt chả được khen, hoặc bạn ấy cứ gây ra những cái chuyện xấu, bố mẹ cứ ôi trẻ con mà không làm sao cả, thì nó sẽ tiếp tục cái hành vi xấu đấy. Còn cái hành vi tốt mà không được duy trì thì thành ra chả muốn làm nữa. Đúng rồi, đến bản thân mình nếu đúng mà rồi. Không được khen thì cũng rất là mất hứng. Đúng rồi, rất là mất hứng đấy. Thế thì nhưng mà có khi nào mà mình khen nhiều quá và giống như em là vào đôi lúc em khen nhiều quá em cảm thấy là bạn ý làm gì bạn cũng muốn khoe đến mức mà phiền phức luôn ý. Nhưng mà em khen như thế nào? Em khen bạn ý rất là giỏi. Em khen bạn ý là bông rất là giỏi, bông đã làm được cái đây, mẹ rất là ngưỡng mộ, mẹ cảm thấy là và em sẽ dùng những cái từ rất là ngắn thôi như là xinh thế, đẹp thế, tuyệt vời thế. Đó thì khi mà mình càng khen thì bạn ấy lại càng làm ấy. Đó, và bạn ấy làm đến cái mức mà bạn ấy khiến mình phải đôi lúc là tại sao cảm thấy con hơi phiền ấy, bởi vì con cứ cái gì con cũng ra hỏi mẹ suốt cả ngày ấy đó. Thực ra một trong những cái điều quan trọng là khi mà mình khen á, mà nếu mình khen là con giỏi thế, con ngoan thế và con tốt thế, thì bản thân những đứa trẻ chúng sẽ gần như là nó được khen rất là chung chung ấy, không biết thế nào là giỏi, chẳng biết thế nào là ngoan ấy. Một trong những cái quan trọng mà ví dụ như là MC có nói và rất là hay đó là khen như thế nào á. Ví dụ em chỉ cần khen là hôm nay con vẽ bạn Elsa đẹp thế, thay bằng cho việc là ôi con giỏi quá, thì mẹ chỉ cần nói là ôi hôm nay mẹ cực kỳ bất ngờ vì sao con vẽ được hình Elsa đẹp thế. Tức là mình khen vào cái hiện tượng chứ mình không khen vào cái bản chất. Tức là ngày hôm nay có được cái gì hay thì mình khen vào cái đó. Ví dụ hôm nay con chào, mẹ thấy rất là tốt. Hoặc là hôm nay cái hành động mà khi mà con biết xin lỗi như thế, mẹ cực kỳ hoan nghênh, thì em khen vào những cái hành động. Chứ mình sẽ không khen là ôi con giỏi thế, con ngoan thế, rồi con siêu thế đó. Thì em sợ là khi mà mình khen như vậy ấy, thì con sẽ có một cái bản ngã lớn ấy, cái tôi lớn ấy. Thì em cũng đang rất là đau đầu với cái việc là em sợ là cái tôi con sẽ khá lớn. Đúng sau rồi, này có bởi thể vì đó. Bởi vì mình là người công nhận con có tài năng, nhưng mà mình lại hay khen con giỏi thế, thì con sẽ có cái sự đố kỵ với các bạn khác, cũng có cái sự đố kỵ với con ấy. Đúng rồi. Đó. Thì mình chỉ cần thay đổi thôi. Bây giờ em sẽ không khen bằng những cái từ chung chung nữa, vì khi mà em đánh thẳng vào bản chất như thế thì có thể là con sẽ rất giỏi, nhưng con đang giỏi ở trong cái việc con vẽ hình. Chứ con không phải là con giỏi tất cả. Nhưng khi mà mình chỉ nói hoan hô con giỏi thế, thì tự nhiên là đứa trẻ chúng sẽ nghĩ là ôi cái gì mình cũng giỏi, cái gì mình cũng siêu. Nên là khi mà các con một là có thể không làm được một việc gì đấy, tự nhiên nó bị tụt cảm xúc luôn á. Có nhiều bạn là được khen nhiều quá không, cứ nghĩ là mình sẽ rất là giỏi rồi, nhưng bỗng một ngày bạn ấy không làm được một cái việc gì đấy chẳng hạn, thì tự nhiên bạn ấy cảm thấy mình kiểu bị sụp đổ ấy. Mà cái độ tuổi lên 3 này là độ tuổi mà cực kỳ thích thể hiện. Đó, rất là thích thể hiện luôn. Trang có bao giờ nhìn thấy là có một cái em bé nhá, ví dụ đang chơi xung quanh mình chẳng hạn, bạn ấy chạy đi một cái bạn ấy ngã ụp một phát ra, xong rồi tự nhiên chúng mình nhìn, chúng mình cười, chúng mình vỗ tay, thế là một lúc sau đứng từ kia lại chạy lại ngã ịch phát nữa. Xong rồi một lúc sau mọi người vẫn cười, mà một lúc sau lại chạy ra ngã ịch phát nữa, có khi phải ngã đến chục lần ấy. Bởi vì sao? Vì bạn thích thể hiện mà, đang cực kỳ thích thể hiện luôn đó. Nên thành ra mình mà cứ khen ôi ngã hay thế rồi xong. Bố mẹ thì hay bông nhà mình mà ngã ấy, là mình hay nói là ôi bông ơi bông giỏi đấy, bông đứng lên. Ồ thì lúc sau bạn lại ngao hịch cái nữa. Thì hóa ra là do là mình đã bị khen sai nên là con đang thể hiện cái hành động đấy, cố tình thể hiện nó. Đúng rồi, đúng với cả nó là cái sự gây sự chú ý thôi. Mình cũng không phải là khen sai, mà mình chỉ nói là ôi bạn bông ngã đau à, bạn bông đứng dậy nhá, thế thôi. Còn bạn ấy sau này bạn ấy cảm thấy là hóa ra cái việc ngã mọi người vui như thế với việc ngã của mình, bạn lại làm tiếp thì cũng không có sao cả, không có sao cả, cho bạn ấy được thể hiện. Vậy còn với những việc mà các bạn bé lên 3 mà làm sai thì chúng ta sẽ phải có những cái hướng phạt như thế nào để sẽ là hợp lý mà không phải dùng đòn roi ạ? Thực ra hình phạt thì nó vô biên lắm, rất là nhiều gia đình sử dụng nhiều hình phạt khác nhau. Tuy nhiên thì Thương Dương sẽ không muốn nói về việc là mình dùng hình phạt gì, mà Thương Dương chỉ muốn hỏi các bố mẹ thôi, đó là khi mà các bố mẹ phạt con thì mục đích của các bố mẹ là gì? Đó, ví dụ như nếu mà Hiền em phạt bông chẳng hạn thì mục đích của em là gì?
Để con ngoan hơn, không làm loại hành động đó. Để con không làm loại hành động đó nữa, đúng không? Ví dụ khi mà em bực quá, em đánh vào tay con một cái, thì với mục đích là gì? Để con ngừng, tạm dừng cái hành tạm động dừng đó. Tạm dừng hành động đó và để con nhớ cái đó, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà có rất nhiều ông bố bà mẹ thì lại dùng cái hình phạt nó như là một cái cách để xả stress. Rất nhiều người không sẽ không nhận cái điều đấy đâu, nhưng mà rất là nhiều người đó, một cái hành động bé xíu thôi mà chỉ là hất đổ cái cốc nước nó hơi vỡ ra một chút, đúng là cũng bực thật, nhưng mà nó không đến đáng đến cái mức là cầm cái que xong rồi quất rồi đánh rồi lăng mạ con. Thì hình phạt như thế nào nó là do bố mẹ, nó phụ thuộc vào từng hoàn cảnh, từng cuộc sống, từng cái trình độ văn hóa của từng người. Nó rất là khó nói là đánh con là không đúng, vì các cụ còn nói là yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thì mình không nói là đánh con là sai, nhưng mà khi mà đánh con hoặc khi mà phạt con thì chúng ta với mục đích gì? Chúng ta đánh con như thế liệu các con có nhận ra được cái điều sai hay không? Thì Thương chỉ muốn nhắn các bố mẹ đó là cái hình phạt quan trọng nhất đối với cả đứa trẻ đó là cho chúng đưa ra được giải pháp. Tức là nó, ví dụ cái cốc này nó rơi thì nó cũng rơi rồi, bây giờ nó vỡ thì nó vỡ rồi, thì bây giờ mình đánh các bạn ấy thì cái cốc nó cũng không có lành lại, mà thậm chí đôi khi lần sau đứa trẻ chúng sẽ còn cảm thấy bị sợ hãi nữa. Thì cách đơn giản thôi, con làm vỡ cốc đúng không, cốc này là cốc bố rất là yêu quý, thế bây giờ theo con có cách nào để giải quyết? Thì học sinh, ví dụ học sinh của cô Thương nhá, là bạn ấy sẽ ra, bạn cầm hot rác bé xíu thôi, có 3 tuổi thôi, rất là run, rất là sợ bố đánh, nhưng mà bố chỉ nhìn thôi, bây giờ phải làm nào nhỉ? Thế là bạn cầm cái hot rác, bạn ấy xẹt 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 và rất là khéo, nhưng không để bị đau tay đâu, xẹt 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 nhặt vào, xong bố ấy vỡ rồi không làm lại được. Thế là như bố nói là thôi được rồi, cốc vỡ rồi thì không sao cả, lần sau con sẽ cẩn thận hơn, bây giờ con với bố cùng cầm cái này cất vào xọt rác. Thì học sinh của Thương Thương, bạn đó, phản ứng của bạn ấy nó rất là nhẹ nhàng, mọi thứ xảy đến với bạn ấy đều có một cái phản ứng mà Thương Thương gọi một từ đó là văn minh, nó rất là văn minh đó. Thì Thương Thương rút ra được một kinh nghiệm, đó là hình phạt với các con nó có nhiều thật, đánh cũng là phạt rồi, rất là nhiều thứ, nhưng mà một trong những cái quan trọng nhất đó là hãy để cho các con đưa ra được một giải pháp với những cái lỗi, chứ đừng có nhầm nhầm vào cái lỗi. Bây giờ cứ nhầm nhầm vào cái lỗi, đứa trẻ nào nó cũng sợ, thành ra sau này nó cứ bị lươn lẹo hoặc là nó cứ phải nói dối ấy. Thì tốt nhất là thôi, xảy ra thì xảy ra rồi tìm cách giải quyết, đúng rồi đấy, hướng vào giải pháp. Chúng ta phải đồng hành với trẻ và đúng phải rồi. Là người làm mẫu cho trẻ, đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Vâng, và đến khi mà trẻ mà nói dối này rồi trở thành lươn lẹo thì đấy là một cái câu chuyện chúng ta cũng phải nhắc đến và rất là khó để cho các bậc cha mẹ dạy dỗ, đúng không ạ? Đúng rồi. Thực ra nó là sản phẩm mà, nó là sản phẩm. Cái khủng hoảng tuổi lên 3 này nó là một cái mốc. Tại sao nó là một cái mốc? Vì nó vô cùng quan trọng. Giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi là giai đoạn đứa trẻ chúng gần như là những cái hành động của chúng nó không bao hàm cái việc là xấu hay tốt. Nhưng mà sau 3 tuổi thì bố mẹ cần phải chịu trách nhiệm về hành vi của con, bởi vì là hành vi lúc đấy của đứa trẻ là hành vi có xấu và có tốt. Chúng biết được cái gì xấu, có những đứa trẻ biết xấu vẫn làm. Đó, thì nó là do cái giai đoạn trước, nên là khủng hoảng tuổi lên 3 nó cực kỳ quan trọng. Vâng, và với độ tuổi này thì các bạn ấy rất là hay đòi chơi iPad này, rồi là xem TV quá nhiều. Vậy thì chị nghĩ là cái đối tượng 3 tuổi này thì xem TV hay là dùng iPad quá nhiều nó có ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn không ạ? Thực ra là nếu mà để nói đúng ra ấy, thì tất cả những cái sản phẩm công nghệ nó sẽ đều có một cái ảnh hưởng mặt tốt và nó sẽ ảnh hưởng mặt xấu. Bao giờ nó cũng sẽ song song với nhau. Bản thân chiếc iPad không hề xấu, bản thân cái điện thoại của chúng ta không hề xấu, nó cực kỳ tốt. Nhưng mà cái cách dùng của chúng ta đôi khi là đó, mình đi làm về xong rồi mình cứ cắm mặt và mình nhìn mà mình không có thời gian cho các con, thì những đứa trẻ chúng sẽ học từ cái điều đấy và chúng cho rằng là cái việc nhìn đấy là việc đúng. Và khi bố mẹ nói là con không được nhìn, tại sao con xem suốt như thế, thì đứa trẻ chúng ô, mẹ cũng xem suốt mà. Thế bản thân trong đầu chúng nó có một cái sự mâu thuẫn ở trong đó. Thì cái việc mà các con xem mà đúng được một cái khoảng thời gian quy định thì không hề xấu. Nhưng nếu như mà bố mẹ cho các con xem mà không gọi là không được kiểm soát và cũng không kiểm soát nội dung các con xem nữa thì nó là nguy hiểm, chứ nó không gọi là xấu. Nó là cực kỳ nguy hiểm với các bạn nhỏ. Vâng, với chị Hiền thì không biết là ở nhà thì mình có cho con sử dụng thường xuyên những cái thiết bị điện tử không ạ? Nhà mình thì không sử dụng thường xuyên nhưng mà sẽ sử dụng có quy định. Bởi vì là có những cái chương trình học của con thì cần đến hỗ trợ như là iPad và điện thoại. Thì để con học thì nhà mình sẽ quy định một tuần sẽ được xem 3 ngày. Thì 3 ngày đấy thì mình lại chỉ quy định là mỗi một cái thời gian xem chỉ là 15 phút thôi. Đó, thì còn lại thì các ngày trong tuần mình có mở nhạc tiếng Anh thì mình chỉ để nhạc thôi. Và mình không có cho con coi hình. Đó, và giống như là bạn ý quen với cái việc là nghe nhạc không nghe hình ấy. Thì chỉ cần nghe nhạc thôi là bạn ý đã nhảy rồi cười rồi múa hát ấy.
Đó, còn cái việc mình cũng ý thức được cái việc là dùng iPad và điện thoại ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến con. Có những cái cuốn sách nào để cho bố mẹ có thể tham khảo cũng như là nuôi dạy con trong cái độ tuổi lên 3 này ạ? Đổi về nói về các cuốn sách khi mà chúng ta có thể đọc để gọi là trong cái khủng hoảng tuổi lên 3, thì các bố mẹ có thể tham khảo các đầu sách ví dụ như là Phương pháp nuôi dạy con của người Do Thái, là một trong những cái cuốn sách mà nó rất là phù hợp vì họ dạy những đứa trẻ chúng trở nên khá là độc lập và rất là đồng cảm với cảm xúc của các con. Hoặc là những cái cuốn ví dụ những cuốn truyện cho các con ý, những cái cuốn e-hon ý, nhỏ nhỏ như thế này này, ví dụ như là Giận ơi là giận chẳng hạn này, đã kể về một em bé trải qua cái nỗi giận của mình như thế nào, tức là đúng là trải qua cuộc khủng hoảng tuổi lên ba đó, đó là bố chỉ đồng hành, bố lắng nghe, bố đồng cảm, thành ra là bạn ấy trải qua cái cơn giận. Ví dụ là cuốn Giận ơi là giận là cuốn dành cho các em bé, hoặc là những cái cuốn e-hon về cảm xúc, ví dụ như là Buồn ơi hoặc là Tạm biệt nỗi buồn vân vân á, thì những cái cuốn e-hon nhỏ nhỏ là các con đọc. Còn bố mẹ thì chúng ta có thể đọc cuốn sách ví dụ như là Hương vừa nói là Phương pháp dạy con của người Do Thái, hoặc là Nói sao cho trẻ chịu nghe, Nghe sao cho trẻ chịu nói, hoặc là rất là nhiều những cái đầu sách của bố mẹ chỉ cần ra nhà sách thôi. Mình tìm một là thường nó sẽ không có cái đề tên là xử lý khủng hoảng tuổi lên ba đâu, mà khủng hoảng tuổi lên ba nó chỉ là một cái phần nhỏ 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 trong một cái to to thôi. Thế thì mình chỉ cần mua các cuốn sách, một là Dạy con kiểu Nhật này, hai là của người Do Thái này, hoặc là ba là những cái cuốn sách ví dụ như là gọi là sao nhỉ, những cái cuốn ví dụ như là về dạy kỹ năng cho các con á, đó thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho các con rất là nhiều. Còn với chị Hiền thì không biết là ở nhà mình có đã mua được những cái quyển sách như thế nào rồi và mình có áp dụng được trong cái việc mình dạy con không ạ? Nhà mình thì không chỉ con mà bố mẹ cũng hướng đến việc là sẽ đọc sách. Đó cho nên là nhà mình rất là nhiều sách. Thì ngoài sách của bố mẹ thì sách của con cũng chiếm khoảng một cái ngăn trên giá. Đó thì mình cũng đã mua những cái cuốn mà chị Thương chia sẻ. Và ngoài ra thì mình đọc mình thấy rất là nhiều cuốn sách hay. Đó là những cái cuốn như là 90% trẻ thông minh nhờ cách nói chuyện với bố mẹ. Đó thì cái cuốn nó rất là mỏng thôi, nhưng mà nó nói đúng cái thực trạng của mình ngày xưa như thế nào ấy. Đó là khi mà mình đánh con thì vì sao mình đánh con. Đó, mình rồi là con khủng hoảng. Đấy, rồi là rất là nhiều những cái vấn đề. Thực ra là mình khi mà con khủng hoảng thì mình tìm giải pháp nhiều hơn là mình tìm cái sự khủng hoảng đấy. Đó, cho nên là mình sẽ đọc những, giống như chị Thương chia sẻ thì mình sẽ đọc những sách kỹ năng. Đó, để mình lấp vào những cái sự khủng hoảng đấy của con, thì mình sẽ chia sẻ cho con rất là nhiều thứ vui vẻ hay ho trong cuộc sống. Vâng, thật ra là gần đây tôi cũng biết có một anh chàng MC Ninh Quang Trường thì cũng có ra một cuốn sách chơi cùng con cũng rất là hay. Và cũng có ở trong đấy thì cũng có rất là nhiều những cái trò chơi để giúp cho các bố mẹ chơi cùng con cũng như là hiểu con hơn. Vậy thì không biết là ở nhà chúng ta cần phải chơi cùng con như thế nào, thì các vị khách mời ở đây thì có những cái sự chia sẻ cũng như là đồng hành cùng con không ạ? Thay vì mình mua quá nhiều đồ chơi cho con thì mình sẽ tái chế những cái đồ chơi như là vỏ hộp sữa hay là bì cắt tông để mà con có thể kích thích cái sự sáng tạo của con. Thì đôi lúc bạn ấy sáng tạo ra rất nhiều cái hình thù mà mình cũng không thể biết nó là hình gì, nhưng mà nó sẽ giúp cho bạn ấy kích thích được cái khả năng sáng tạo của bạn ấy từ bé, cũng có thể là như vậy. Không biết là chị Thương có những cái lời khuyên nào dành cho bố mẹ khi mà dạy dỗ các con trong cái độ tuổi lên 3 này ạ? Thương chỉ muốn nhắn nhủ đến các bố mẹ, đó là khủng hoảng tuổi lên ba, nó thứ nhất nó là một cái cần phải có để các con trưởng thành hơn và sang một cái mốc tiếp theo là bắt đầu từ 3 đến 6 tuổi, là một trong những cái mốc mà khá là đặc biệt so với giai đoạn trước. Vì thế nên là cái phương pháp thì nó sẽ rất là nhiều và không thể chia sẻ trong một hai câu chuyện của chúng ta được. Tuy nhiên cái quan trọng nhất đối với các bố mẹ đó là, bởi vì nó là cái đương nhiên, thương mà hỏi là có bao nhiêu bố mẹ cảm thấy là con mình lên 3 tuổi tự nhiên bướng quá, thì thương đảm bảo luôn là 100 người thì phải 101 người là ôi có con chị, có con mình, đúng không ạ? Vậy thì chắc chắn đấy là một điều bắt buộc phải xảy ra ở những đứa trẻ, và những đứa trẻ chúng không sai. Vậy thì bây giờ chúng có những cái phản ứng sai, đó là do phản ứng của bố mẹ. Thì cái điều đầu tiên bố mẹ phải sửa mình trước, giống như mẹ Hiền có nói đó, phải sửa mình trước. Mình là một tấm gương á, đó, mình đồng hành cùng con, mình kiên nhẫn với con và mình tự sửa mình. Thì đứa trẻ chúng sẽ tự động chúng học, khủng hoảng tuổi lên 3 nó sẽ qua nhanh. Nó sẽ qua từ từ nhưng mà nó cũng sẽ qua nhanh hơn. Chứ còn nếu mà mình mà không có cái cách ứng xử phù hợp ấy, khủng hoảng tuổi lên 3 nó sẽ kéo đến 4 tuổi, nó sẽ kéo đến 5 tuổi và nó sẽ kéo đến 6 tuổi. Khéo là cả đời đấy đúng không ạ? Cả đời thì không biết. Cả đời thì không biết. Nhưng mà nó sẽ kéo, nó sẽ nhiều kéo khi là sẽ có đâu. Bị ảnh hưởng về có sau chứ, này nữa. Có chứ, chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Còn với chị Hiền thì không biết là chị có chuẩn bị gì cho bạn sắp đến tuổi lên 3? Anh chị có những cái sự chuẩn bị như thế nào và có phải học những cái cách dạy để mà chuẩn bị cho cái trẻ lên 3 không ạ?
Cái sự chuẩn bị của nhà mình đó là vợ chồng mình sẽ đăng ký những cái lớp học về tâm lý cho con. Giống như là cô Thương Thương chia sẻ, thì những cái lớp học như là dạy bố mẹ làm sao để mà khủng hoảng cùng con, như lớp của cô Thương Thương, thì rất là cần thiết để các bố mẹ đến học. Đó thì mình và chồng cũng sẽ sắp xếp thời gian chuẩn bị để đi học cái lớp đó. Và thứ hai là việc chuẩn bị cho con một cái môi trường để mà mình cùng con khủng hoảng, để làm sao mà giống như cô Thương nói là mình phải văn minh ấy. Đó, đó và mình sẽ kết hợp với ông bà nữa. Đó thì ở nhà mình thì trước là ở riêng, cho nên là sẽ giảm thiểu được cái gọi là ảnh hưởng tính cách, những cái mà chưa tích cực từ ông bà đó, hoặc là từ những cái môi trường xung quanh đó. Thì đấy là cái sự chuẩn bị của nhà mình. Và không biết là với chị Hiền thì mình có gặp những cái trường hợp nào mà bạn bè mình có con đến tuổi lên 3 bị khủng hoảng như vậy không? Ôi rất nhiều. Và mình thấy hầu như luôn ý. Hầu như là ở những cái bạn trẻ mà lập gia đình sớm đó, và lại hoặc là những bạn trẻ mà lập gia đình xong rồi là con gửi con cho ông bà và mình đi làm ấy, thì đa phần hầu hết luôn là các bạn bè của mình, hay là kể cả như là cô dì chú bác nhà mình, đôi khi các con ấy thì hầu hết đều gặp phải cái giai đoạn này, nhưng mà mọi người không gọi tên được và mọi người gọi nó là con hư quá, con bướng quá. Và thậm chí là cái bạn nhỏ đấy còn bắt chước hành động của ông bà, thậm chí là ông bà thì ngày xưa hay nói bậy đó, thì và cũng không biết cách làm sao để giải quyết. Đó thì cảm thấy rất là nguy hiểm cho thế hệ các em bé lớn lên. Với chị Thương thì chắc là chị có cái lời khuyên nào dành cho các cái bậc cao hơn một chút là ông bà không ạ? Thực ra Trang hỏi câu này là sẽ hơi bị ngại, vì thực ra là sẽ không dám khuyên. Vâng. Thực sự để là nếu như có các ông bà mà đang xem chương trình ý, thì là con cũng không dám khuyên các ông bà đâu, bởi vì là bọn con ở một cái thời đại khác. Đúng một rồi. Cái xã hội khác, nó đã khác xa rất là nhiều rồi. Thì Thương Thương cũng chỉ muốn nhắn với cả các ông bà, đó là các ông bà đã có thể nuôi được các bậc bố mẹ, và bây giờ các ông bố bà mẹ lại cũng có những đứa cháu, lại cũng có những đứa con của mình nữa, thì là bản thân của các ông bà là những người vô vàn nhiều kinh nghiệm. Và cái điều đầu tiên là chúng ta phải học từ ông bà, học cực kỳ nhiều, vì các ông bà có những cái phương pháp đó rất là hay. Không phải cứ là khoa học, cứ phải tiên tiến như mình mới là tốt đâu. Tốt, đúng rồi. Các ông bà có rất là nhiều phương pháp hay, thì mong là các ông bà cũng sẽ lắng nghe con trai, con dâu, rồi lắng nghe cháu của mình nhiều hơn, để mình cũng thay đổi, để nó bắt nhịp được với cả cái cuộc sống nó khác, nó hơi khác xã hội của ông bà. Tuy nhiên là nó cũng sẽ có nhiều cái điều hay, thì mong là các ông bà có thể gọi là lắng nghe con dâu mình một chút, rồi lắng nghe con trai mình một chút, và cùng cả gia đình mình á, chỉ cần là thống nhất một cái phương pháp thôi thì nó sẽ mới được đem lại cái hiệu quả cho các em bé. Chứ còn nếu như ông bà một ý, xong bố một ý, mẹ một ý, thế là thành ra đứa trẻ chúng ở giữa chúng không biết là theo cái nào cả, thì sẽ rất là khó, rất là phức tạp. Thì mong là các ông bà sẽ thông cảm và sẽ gọi là cùng với, đồng hành cùng với các con để có thể nuôi dạy các em bé trong cái thời kỳ mà xã hội hóa nó phát triển mạnh như bây giờ. Thật ra là qua những chia sẻ của vị khách mời ngày hôm nay thì tôi thấy là khủng hoảng tuổi lên 3 không chỉ là với các bạn nhỏ tuổi đang độ tuổi lên 3, mà còn cả với cả các bậc phụ huynh cũng như là các cha mẹ, các ông bà nữa. Và để làm sao chúng ta có một cái giúp cho trẻ có được một sự phát triển tuổi lên 3 hoàn thiện này, cũng như là làm sao để cái sự khủng hoảng này nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cha mẹ, của các con, thì ngày hôm nay rất là cảm ơn hai vị khách mời đã bớt chút thời gian để đến tham dự với chương trình. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau.